Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là máy khuấy, hay còn gọi là motor khuấy hoặc động cơ khuấy, chuyên dùng để khuấy thực phẩm, dược phẩm và cũng có thể làm trong ngành công nghiệp hóa chất. Công suất là 0.37 kW, 0.5 HP, 0.5 ngựa. Thì quý khách có thể sử dụng motor 3 pha hoặc 1 pha nha. Đây là tem. Motor này đang là motor 3 pha. Bên đây sẽ là tem motor 1 pha. Thì ưu điểm của loại này là cánh khuấy và trục khuấy đều được làm bằng inox 304 chống ăn mòn cực kỳ tốt. Quý khách có thể lựa chọn đường kính cánh. Ở đây chúng tôi có sẵn là 228mm, 300mm, to hơn hoặc nhỏ hơn đều có nha. Và chiều dài trục thì có thể sử dụng trục 1m, 1m rưỡi, 2m, thì tùy nhu cầu sử dụng của quý khách chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách nha. Thì chúng ta có thể sử dụng một tầng cánh, hai tầng cánh, thậm chí có thể là ba tầng cánh, tùy vào mục đích khuấy, chúng ta khuấy những nguyên liệu như thế nào nha. Chúng ta cũng có thể sử dụng motor tốc độ 6 cực. Thì tốc độ chậm cộng với cái đầu hộp số thì nó sẽ tạo ra lực khuấy khỏe hơn nha. Vị trí số truyền của motor có thể lựa chọn giảm từ 1/5 đến 1/100 nha. Sau đây là hình ảnh kho xưởng.